Kính chào quý vị, xin mời quý vị đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày 16 tháng 1 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo Công Thương. Hôm nay, ngược chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước giảm mạnh, chượt ngưỡng 77 triệu đồng một lượng. Cụ thể, sáng nay giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 74 triệu đồng một lượng mua vào và 76,52 triệu đồng một lượng bán ra. So với dạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở chiều bán. Tương tự, Doji tại khu vực Hà Nội giữ nguyên giá mua ngày hôm qua là 73,95 triệu đồng một lượng, nhưng điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở chiều bán xuống 76,45 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng thương hiệu PNG đã được điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở chiều mua và 1 triệu đồng ở chiều bán xuống lần lượt 74,3 triệu đồng một lượng và 76,5 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, Bảo Tí Minh Châu điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều mua lên 74,1 triệu đồng một lượng, nhưng điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở chiều bán xuống 76,45 triệu đồng một lượng. Hôm nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 6,6 đô la Mỹ lên 2055,3 đô la Mỹ một ounce và tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2059 đô la Mỹ một ounce, tăng 7,4 đô la Mỹ so với dạng sáng qua. Kim loại màu vàng thế giới có được mức khiêm tốn trong phiên giao dịch đầu tuần, tiếp tục được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng ở Trung Đông và kỳ vọng mối vào việc cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến.